Thưa quý sư, con bị tăng nhãn áp nặng, còn gọi là bệnh cườm nước. Nhìn thấy chút ánh sáng và nghe âm thanh dù nhỏ là con nôn ói liên tục. Cơ thể kiệt sức vì không ăn uống gì được, có khả năng cao sẽ bị mù lòa. Con kính mong quý sư từ bi chỉ dạy cách tu tập để chứng thánh quả cho người không nghe được âm thanh và không thấy được ánh sáng như con. Con biết là quá khó đối với tình trạng của con hiện giờ, nhưng con vẫn chấp nhận rủi ro và mong muốn được giác ngộ giải thoát. Con xin thành kính. Rồi, tại vì cái câu này nó liên quan đến câu sau. Quý vị khi mà quý vị đọc luôn thì quý vị sẽ hình dung nhiều hơn cái nền của cái vấn đề này. Đấy, không? Cùng một người. Đấy. Cái bệnh như vậy đó, thì có nên chia tay chồng để chồng con cưới người khác, xin con để cá nó dõi trong đường không? Thưa quý vị, đọc dùm sư. Tức là vị này một cái than rất là nhiều. Đó. Và một thời gian thì vị này uống thuốc ảo thanh với lại trầm cảm. Đó. Đó, rồi cuộc sống gia đình chồng thì không có được như ý. Rồi cũng do ghen tuông, mà dẫn đến là cái mất ăn mất ngủ, thành ra là bị bệnh. Đó, thì nó đưa đến cái như vậy đó. Như thế này, với cái tình trạng này thì nó không đơn giản chỉ là cái chuyện là mình không thấy mà không nghe, mà nó còn cái vấn đề cái tinh thần của mình nữa. Tinh thần của mình nó quá yếu, nó không có ổn định, nó đi đến cái bờ vực của cái sự mất tỉnh táo á. Thì bất kỳ một cái phương pháp nào mình cũng rất là khó khăn để mình thực hành. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Thôi thì bây giờ sư có một vài cái lời khuyên. Nếu như mà quý vị còn nghe được thì nghe. Một là mình ráng mình bố thí. Quý vị than là quý vị nghèo, cho nên là bây giờ quý vị nói bây giờ sư kêu con bố thí mà con nghèo quá, sao con bố thí? Nhưng quý vị phải biết cái nguyên nhân mình nghèo là do mình không bố thí. Thành ra muốn cải thiện á, thì mình phải ráng mình bố thí. Dù cho đó chỉ là một cái miếng ăn cho cái con kiến ở bên đường, thì đó cũng là bố thí. Nỗ lực bố thí trong khả năng của mình. Cái thứ hai là giữ giới dùm sư. 5 giới của người tại gia cư sĩ, quý vị giữ giới dùm sư cái. Và cái thứ ba là cái phương pháp thực hành á. Ban đầu thì sư nghĩ là sư sẽ đề nghị quý vị thực hành tùy niệm Phật. Nhưng mà rốt cuộc thì sau khi đọc hết thì sư suy nghĩ là quý vị nên thực hành cái niệm thí xã, cái niệm xã. Tức là bây giờ mình suy niệm là buông hết, buông. Một cái chữ buông, buông hết. Bất kỳ một cái suy nghĩ nào nó đến với mình, quý vị buông hết dùm sư cái, buông hết dùm sư. Thì tự nhiên quý vị nhẹ cái đầu. Còn nếu không quý vị cứ ôm mấy thứ này rồi thì cái bờ vực, cái ranh giới giữa cái sự tỉnh và cái sự điên loạn nó không có xa. Và sư rất là khó để đưa ra một cái lời khuyên nào hiệu quả hơn. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái lời khuyên gì cho trường hợp này không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thì đúng như Đại Đức Hành Tuệ cũng có nói, thì sư cũng có đồng suy nghĩ như vậy. Có nghĩa là qua hai cái câu hỏi mà cái vị này trình bày á, thì sư có cảm giác nha, có cảm giác thôi, đã nói cảm giác thì có thể đúng có thể sai thưa vị. Thì có lẽ đúng như Đức Hạnh Tại nói đó, nghĩa là sư cũng cảm giác là cái tinh thần á, cái vị này đang trong cái trạng thái gọi là nó không đủ tỉnh táo, nó bình tĩnh. Thì cái lời khuyên á trực tiếp ở đây á của riêng bản thân sư, thì sư nghĩ là mình nên tham khảo ý kiến bác sĩ tâm lý hoặc là bác sĩ tâm thần, không? Để mình kiểm tra một cách chính xác cái tình trạng mà về tâm lý của mình đó, hay tâm thần của mình đó, để bác sĩ chuyên khoa đánh giá đúng rõ nhất, để rồi khi mà đánh giá rồi đó, đúng nhất cái nha, rồi đưa cho mình cái phương pháp để coi mình nằm ở cái mức độ nào, có nghĩa là cái bệnh của mình là bệnh tâm lý mình đó, mình đang ở cái mức nào để đưa ra cách điều trị thích hợp cái đã. Và mình phải đồng thời mình phải tuân theo và nghe theo lời bác sĩ nữa quý vị. Chứ không phải mình đi khám mà bác sĩ chẩn đoán gì mình không tin, mình nói là tôi không có gì, tôi tỉnh táo, tôi thế này thế nọ, thì nó lại nặng và nặng hơn nữa. Đó là lời khuyên thiết thực nhất sư, là mình nên đi khám này, mình đi khám bác sĩ tâm lý đó, là khám về nói chung, kiếm khám về cái mảng và tâm thần đó, để coi bác sĩ chuyên khoa. Và nên đi khám bác sĩ bệnh viện mà chính quy đi hay vị, nói rõ nha, bệnh viện chính quy nha, bác sĩ mà có tâm có tầm đó, để coi bác sĩ đánh giá mình như thế nào rồi mới tính tiếp thưa vị, mới tính tiếp. Còn ở đây á, là vì này nói là cũng mong muốn tu tập như vậy đó, thì đúng sư cũng rất là tán thán khi mình có những cái vấn đề mà những cái vấn đề ở trong cuộc sống nó đang làm mình phiền não nè, nhưng mà mình chưa giải quyết được cái sự nói, mình chưa giải quyết được cái trạng thái tâm lý của mình, mà mình nhờ quý sư hướng đến phương pháp là tu tập thì nó khó quý vị. Theo sự bản thân sư nha, bản thân sư nói khó tiếp cận, thì vì tinh thần quý vị không tỉnh táo thì Phật pháp quý vị rất là khó tiếp thu được. Vì đó quý vị phải nhận biết rõ, quan trọng quý vị tinh thần quý vị phải có sự bình tĩnh rõ, nhận thức được đâu ít nhất từ sư gọi ít nhất nha, quý vị cũng phải niệm được hiểu đâu là ơn Đức Phật có 9, ơn Đức Pháp có 6, Đức Tăng có 9 đó gì đó. Rồi niềm tin Phật Pháp Tăng là gì, ít nhất á, nghe tối thiểu á, hiểu phải có cái niềm tin rõ là cái gì đã rồi mới thực hành được. Cho nên là trước khi kết thúc câu trả lời này thì sư muốn nhấn mạnh lại là mình nên cần có sự mà tham khảo cái sự can thiệp của cái y khoa hiện đại đó, cụ thể là sư có nói đó, nghĩa mình nên đi khám về cái tâm lý về tâm thần để cho rõ hơn, rồi mình đưa ra cái hướng điều trị, rồi sau đó là mình hãy hướng đến Phật Pháp. Khi mình nhận thức rõ như điều sư nói nha, hướng Phật Pháp thì nó sẽ mang lại lợi ích cho quý vị. Quý vị có thể vượt qua được những cái hiện trạng quý vị kể trên như vậy. Xin kết thúc buổi trả lời.